Một sân chơi giúp phát triển tư duy dành cho học sinh ở mọi cấp học sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 đã chính thức được khởi động với hai nội dung chính. Cuộc thi sơ đồ tư duy cá nhân dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 toàn quốc. Và cuộc thi sơ đồ tư duy đồng đội dành cho học sinh tiểu học sẽ có 36 giải thưởng cá nhân và 20 giải thưởng đồng đội với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3 tỷ đồng. Vòng chung kết và lễ trao giải sẽ được phát sóng trên hai kênh VTV2, VTV7 vào ngày 18 tháng 12 năm 2022. Xin chào đón các học sinh Việt Nam đến chơi sân chơi trí tuệ.